Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ kích hoạt được cái tính năng là chia đôi màn hình đa nhiệm cửa sổ ở trên những cái dòng máy điện thoại Samsung. Các bạn có thể là chia đôi màn hình để có thể là sử dụng song song cùng một lúc hai ứng dụng ở trên màn hình điện thoại Samsung, hoặc là các bạn có thể là kích hoạt cho cái ứng dụng đó sử dụng ở cái dạng là cửa sổ thu nhỏ. Và để kích hoạt và sử dụng được những cái tính năng này thì đầu tiên trên điện thoại Samsung các bạn có thể là vào cho mình cái mục đó là cài đặt ở trên điện thoại. Tiếp theo thì các bạn sẽ tìm đến cái mục đó là tính năng nâng cao. Ở đây thì các bạn sẽ chọn vào phần là phòng thí nghiệm và các bạn sẽ lần lượt bật hết tất cả những tính năng này lên cho mình. Những tính năng này là bao gồm, thứ nhất là sẽ cho phép tất cả những cái ứng dụng có trên điện thoại có thể là sử dụng ở cái chế độ là đa nhiệm cửa sổ. Thứ hai là các bạn có thể là sử dụng cho toàn bộ xem ở cái dạng là chia đôi màn hình hoặc là sử dụng ở cái dạng là pop up, có nghĩa là cửa sổ thu nhỏ. Lúc này các bạn sẽ chuyển đến cái dạng là đa nhiệm cho mình. Ví dụ như là ở mình có thể là chia đôi màn hình ứng dụng bằng cách là mình vừa có thể là xem video TikTok và vừa lướt Facebook, thì mình sẽ bấm vào cái ứng dụng là TikTok, sau đó thì mình sẽ chọn vào cái mục là mở dạng chia đôi màn hình. Lúc này thì điện thoại của mình sẽ chia đôi nửa màn hình và nửa trên của mình sẽ xem những cái video của TikTok như thế này. Và ở dưới thì mình có thể là mở thêm những ứng dụng khác. Ví dụ ở đây nó sẽ đề xuất cho mình là những cái ứng dụng có thể là khá dụng như là Facebook này hoặc là YouTube, thì mình có thể là mở Facebook lên. Lúc này thì mình có thể là vừa xem Facebook và vừa có thể là lướt TikTok như thế này. Đó. Bây giờ các bạn có thể là sử dụng ở cái dạng là pop up, có nghĩa là cửa sổ thu nhỏ. Thì các bạn bấm vào đây. Các bạn chọn cho mình vào cái mục đó là mở dạng là xem là pop up. Lúc này thì các bạn có thể là thu nhỏ cái ứng dụng này lại và các bạn bấm vào để xem tiếp. Các bạn thấy là con mình vừa có thể là lướt TikTok như thế này và vừa có thể là xem Facebook như thế này. Đó. Và nếu như mà các bạn muốn thu nhỏ hoặc là phóng to toàn màn hình để có thể là xem và sử dụng cái ứng dụng đó, các bạn chỉ cần bấm vào đây. Như vậy thì nó sẽ thu lại cái phần là ứng dụng như thế này. Các bạn có thể là bấm vào đây. Đó. Bây giờ các bạn có thể là mở thêm những cái ứng dụng khác, ví dụ như là mình có thể là mở ứng dụng YouTube lên. Mình chọn là phần là mở dạng pop-up. Và lúc này thì mình cũng có thể là xem YouTube ở cái dạng màn hình bé như thế này. Đó, bây giờ mình cũng có thể là thu gọn lại. Mình bấm vào đây. Thì lúc này khi mà mình bấm vào thì nó sẽ có những cái ứng dụng nào đang chạy ngầm ở cái dạng là cửa sổ. Thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và lúc này các bạn có thể là chuyển đổi qua lại giống như là cái giao diện đa nhiệm nha. Các bạn bấm vào đây để mở Facebook. Và các bạn bấm vào đây để xem toàn màn hình. Đó, các bạn có thể là bấm vào đây để chuyển đổi qua lại giữa những cái ứng dụng này. Và như vậy là trên đây là mình vừa hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ kích hoạt cái tính năng là đa nhiệm cửa sổ, chia đôi màn hình, ứng dụng ở trên những cái dòng máy điện thoại Samsung.